mình giống như vào đấy mình bị lạc vào một cái thế giới nó cũng không được, tức là ngồi cạnh nhau thường là thì những đôi yêu nhau thì đương nhiên là ngồi cạnh nhau thì sẽ nắm tay hay ôm cái gì đó thì cái chuyện nó cũng bình thường, nhưng mà nó lại không dừng ở đấy và nó sẽ tạo nên một cái cuộc giằng co rúc rích giống như là trong rạp có chuột ấy, nghe nó rất là khó chịu á, mặc dù Cái này là rạp cũ ngày xưa, cái kiểu ngày xưa là đúng nhiều là lắm. có. Ừ, nhưng mà bây giờ thì Bây giờ nếu mà em mà đi mà cái giờ khuya mà vào mấy cái rạp mà có sweet box á, nó cũng vẫn bình thường như thế. Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ xin được mến chào các thính giả chúng ta đang đến với chương trình Chung Nhịp Văn Minh. Và ngày hôm nay thì Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ sẽ chuyển tải đến quý vị một câu chuyện thiệt ra nó cũng không mới lắm, nhưng mà nó luôn được mọi người quan tâm. Và hôm bữa là trên Facebook, Kim Thanh có đọc được một cái status mà của một người nói về cái chuyện là mình đi xem phim rồi mình gặp một cái điều khó chịu, xong là ngay lập tức những cái bình luận ở phía bên dưới cũng chỉ ra rất là nhiều cái câu chuyện mà cũng hài hước hớm hỉnh không kém, cũng như là cũng khó chịu không kém về cái chuyện mà văn hóa đi xem phim hiện nay như thế nào. Và chắc là Thọ cũng là một người hay đi ra rạp xem phim đúng không? Em thì đi ra rạp xem phim là từ nhỏ rồi, và từ cái khoảng thời gian mà từ nhỏ đến lớn đi coi phim thì em đã chứng kiến được cái văn hóa xem phim của người Việt Nam mình có nhiều cái thay đổi, nhưng mà song song với sự tiến bộ đó là cái lối hành xử mà nó kém văn minh nó cũng tăng cấp thay đổi tỷ lệ thuận luôn. Tức là nó có rất là nhiều hình thức mà mình cứ tưởng là hôm nay mình đã bực bội nhất rồi thì ngày hôm khác mình hay gặp một cái chuyện bực bội hơn. Em nghĩ là cái vấn đề này cũng đã có rất nhiều người lên tiếng nhưng mà không có biết cách nào để mà nó ngừng lại ha. Chúng ta cũng sẽ thông qua chương trình như là Chung Nhịp Văn Minh, mỗi ngày mình sẽ nói một ít thì biết đâu là các thính giả nghe đài chúng ta sẽ cùng nhau góp mỗi người một tiếng nói một chút xíu thì từ từ nó cũng sẽ thay đổi. Và ngày hôm nay thì không chỉ có Kim Thanh với Huỳnh Đắc Thọ mà còn có hai gương mặt cũng phải nói là gắn liền với lĩnh vực phim ảnh rất là nhiều. Họ là người sản xuất phim, đồng hành cùng với các nhà làm phim, rồi kể cả quan tâm đến khâu phát hành, và cũng là những người thường xuyên ra rạp xem phim với rất là nhiều vai trò, cho nên là chắc chắn ít nhiều cũng sẽ hiểu được cái văn hóa xem phim hiện giờ như thế nào. Thì đầu tiên xin được giới thiệu đến quý thính giả là nhà sản xuất, nhà báo Dương Bình Nguyên. Xin chào mọi người. Thì tôi cũng thấy là rạp chiếu bây giờ thì nhiều và cũng đủ các hệ thống theo nhiều cái giá thành, đáp ứng nhiều cái nhu cầu của nhiều nhóm khán giả khác nhau. Tôi hay đi xem phim vào cái giờ buổi đêm, nghĩa là cái giờ đấy là cái giờ đa số là thanh niên ấy, mặc dù tôi cũng không còn trẻ lắm. Tôi thấy là cái đặc trưng của cái nhóm khán giả của khúc đấy là thường là họ bị một cái tật mà không biết có phải là thói quen sống không, nghĩa là họ thường xuyên đi vào trễ. Chẳng hạn như là rạp chiếu phim thì đa số là khoảng 10 đến 15 phút đầu tiên là họ sẽ làm cái phát trailer và phát quảng cáo. Thì họ sẽ canh cái giờ đó và họ sẽ vào rất là trễ. Họ canh sau cái 10 phút đó thì thôi thì cũng đành, nhưng mà sau đấy thì họ tiếp tục dẫn theo một đoàn đi. Và đoàn đấy nó sẽ kéo dài để đi chen vào trong những cái hàng ghế, gây ra rất là khó chịu cho những người đã vào trước. Mình đến rạp chiếu phim sớm để mình được thưởng thức một bộ phim và thưởng thức cái không khí rạp chiếu thì riêng cái điều đấy nó đã gây ra và nó phá vỡ rồi. Còn lại thì có một vài người nữa thì lại có cái trò là vào rồi, xong lại bắt đầu là có điện thoại lại bắt đầu leo ra, cứ leo ra leo vô, leo ra leo vô. Và những cái người khán giả nghiêm túc đấy họ gần như bị mất hết cái cảm xúc để xem một bộ phim chỉ vì những cái người mà thiếu ý thức như vậy. Tôi nghĩ đấy cũng là một cái điều mà rất là khó chịu. Đôi khi mình cũng phải nghĩ là hay là mình bị già mất rồi, nhưng mà không hào hứng với chuyện đấy lắm. Thì bên cạnh đó còn có nhà sản xuất Hằng Trịnh của Skyline Media, thì chắc là chị cũng đi xem phim rất là nhiều rồi. Thì thông thường là chị sẽ gặp những cái tình huống như thế nào, có giống như là anh Dương Bình Nguyên hay không ha? Dạ, xin chào tất cả mọi người. Thì thật ra thì mình cũng bị cái tình trạng giống như vậy. Thế nhưng mình cũng là một người thích được đi sớm để được xem cái bộ phim trọn vẹn. Nhưng cũng phải thú thật rằng là có những lúc mình cũng phải tranh thủ thời gian quảng cáo bởi vì mình tới không kịp. Nhưng mà mình vẫn muốn đảm bảo rằng là khi mình đến là bộ phim chưa chiếu, đèn vẫn còn sáng. Thì có nghĩa rằng là mình sẽ chấp nhận cái việc mọi người sẽ vẫn còn đi ra đi vào. Nhưng mà đúng là mình cũng gặp phải cái tình trạng là phim đã chiếu rồi, ít nhất là 10-15 phút rồi, mọi người vẫn còn lác đác đi vào. Thì thật sự nó ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình khi mình xem phim. Thì mình nhớ gần đây nhất đó là một cái kỷ niệm rất buồn cười. Mình cũng trẻ trâu, mình đi xem cái phim của BTS. Break mình, the silence. Đúng rồi, mình dắt con mình đi xem bộ phim của BTS. Bởi vì cô bé là thần tượng của BTS. Thì khi vào rạp thì đúng chỉ có mình là già nhất thôi. Và ba hàng ghế đều là
con nít hết. Mình nhìn các bạn thì mình thấy các bạn như thế này, các bạn thật sự không có phim, các bạn mua vé vào giống như là để ủng hộ thần tượng thôi và bắt đầu chụp hình. Ngoài cái chuyện là mình hay thường thấy rằng là các bạn sẽ coi điện thoại đi, đó là cái điều mình nghĩ là mình khó chấp nhận nhất rồi, là các bạn coi điện thoại của các bạn và ánh sáng nó hắt vào người mình là mình cảm thấy mình khó chịu rồi. Nhưng bây giờ lại còn khó chịu hơn khi mấy em bé đó ngồi và bắt đầu chụp hình không phải chụp hình cái màn hình không, và selfie và có flash, đèn flash luôn, và không coi ai ra gì hết. Thật sự rất bực mình. Và mình nói chứ con ơi, chắc mẹ phải nhắc các bạn thôi. Thì con mình nó lại trả lời thôi mẹ ơi, kệ các bạn đi. Thì ở đây cái mình đang muốn nói là cái gì, mình đang thật sự không hiểu cái tâm lý của những đứa trẻ bắt đầu cái tuổi được đi xem phim, các bé đang nghĩ gì để mà các bé đang hành xử như thế, và các bé không biết thế nào là đúng, như thế nào là sai cả. Mình cũng đang rất là lo lắng về cái chuyện đó, bởi vì mình đang nghĩ nếu mà không có mình, con mình nó có giống như thế hay không. Thật sự luôn. Thọ thì gặp trường hợp như thế nào? Nói chung là mấy cái trường hợp anh Toàn với lại chị Hằng nói là em cũng đã trải qua rồi. Đó là vấn đề là ở đầu, tức là mình chưa xem phim, thì khi mà đi vào rạp rồi là cũng sẽ còn có rất nhiều trường hợp khác xảy ra. Ví dụ chụp hình mà chị Hằng nói, em không phải chỉ là những bé đâu, mà em thấy nhiều người lớn họ xem họ cũng chụp hình luôn, thậm chí họ còn quay phim một cái đoạn mà họ thích lại. Ngay có cả người một, còn livestream. Một số anh chị, một là anh chị làm trong nghề báo em biết, là họ cũng chụp màn hình của một rạp đang chiếu, không phải là cái màn hình chờ khi premiere đâu nha, mà một cái cảnh trong phim họ up lên Facebook. Rồi chưa kể là có những cái hôm mà em xem phim kinh dị, tức là cái cảnh nó đang rất là im, tự nhiên có một cái tiếng đậm ré lên. Ủa là sao? Tức là tự nhiên mình không còn cái mood của cái phim đó nữa. Sợ nhất là ngồi kế một cái cặp nào đó và họ không ngừng hỏi nhau, này là sao anh? Thế là anh người yêu bắt đầu giải thích xem phim siêu anh hùng hay là Marvel là chuyên môn, giải thích lại từ đầu một cái timeline mà em ngồi giống như em nghe được ôm lại phim đó luôn đó. Và cái vấn đề mà giống nãy chị Hằng nói là tại sao con chị nói là mình không cần nhắc mấy bạn đâu, đó là do là số đông, rất là nhiều người giống nhau như vậy. Bản thân họ làm phiền người khác thì khi có ai đó làm phiền họ, họ cũng không có thấy gì bực mình á. Để Kim Thanh phát triển thêm cái ý của Thọ, tức là khi mà đi premiere phim á, là tức là đa phần á là giới truyền thông cũng như là báo chí, thành ra là nó cũng có những chuyện này chuyện kia nhưng mà nó ít. Tại vì giống như là cùng một phân khúc với nhau là mọi người cũng đã hiểu những cái nguyên tắc đi xem rồi. Nhưng mà có những cái bộ phim khi mà Kim Thanh không có đi premiere được hoặc là không có tổ chức premiere thì mình đi xem lại rất là sợ, và nhiều lần phải đổi chỗ ngồi. Thí dụ mình thấy rạp nó vắng quá, nó trống nhiều chỗ là mình tự động mình phải đi tìm chỗ khác. Tại vì ngồi kế bên một cái người mà không có cần phải hỏi luôn nha Thọ. Tức là ví dụ như là hai cô nữ ngồi kế bên là ở trên nhân vật ở trong phim nói là tôi cảm thấy rất là ức chế với cái cuộc hôn nhân này. Giả sử nhân vật ở trên phim đang thoại như vậy, xong cái người kế bên này nó đó, trời ơi, nó đang tức lắm đó, cái kiểu này là làm sao mà sống được. Tức là hai người trò chuyện tám với nhau là ở trên nói câu thoại gì, ở dưới là dịch lại y chang. Mà nguyên một cái phim luôn mà mình ngồi kế bên mình không thể nào tập trung vào phim được. Thỉnh thoảng mình cũng nhắc là mình nói là dạ cho phép là mình nói chuyện nhỏ nhỏ chút xíu để có thể là mình xem phim. Xong là họ có thể là im chừng một phút thôi. Rồi sau đó nó tiếp tục như cũ luôn. Rồi khủng khiếp luôn. Một cái thói quen về phản ứng đúng không? Khi họ xem phim họ đều một cái thói quen phản ứng như vậy rồi. Em nghĩ là giống như ở nhà xem phim với nhau đúng hay rồi. Bình luận xong mà họ đi ra rạp họ cũng y như vậy. Đúng rồi. Cái này không chỉ bình luận mà tường thuật á. Giống như là cái người kia không biết đọc chữ đó. Cho nên là trên màn hình nói gì là ở dưới nói lại y chang như vậy đó. Không biết anh Dương Minh Nguyên anh có thấy vậy lần nào chưa? Mình thì thấy là thói quen xem phim của một nhóm người nó bị như thế, tức là họ đi đâu, đi cà phê hay đi xem phim họ sẽ đi một nhóm rất đông, và trong cái nhóm đấy thì luôn luôn có một cái người là không hiểu câu chuyện phim đang nói gì và bắt đầu hỏi. Đặc biệt là có những người sẽ đi ra ngoài nghe điện thoại hoặc là đi vệ sinh gì đó xong quay lại xong là hỏi những người xung quanh là đoạn đến đoạn trước như thế nào, từ đầu như nào, xong bắt đầu những người kia ngồi để kể lại. Và nếu mà họ sợ thì họ cũng sợ giống nhau, và họ phản ứng cười nói thì cũng giống nhau, và họ tạo nên một cái đám đông rất là ồn ào. Cái này cũng xin lỗi các chị em phụ nữ, nhưng mà thường là cái nhóm nữ là đông hơn, mà thường là đi theo nhóm nhiều hơn và hay bị cái điều đấy. Mình thì mình cũng không có phản ứng gì trong rạp, nhưng mà có một lần mình đi mình thấy có một cái chị kia có vẻ như là cũng là nhà báo. Sau một lúc chị không chịu được, chị đã đứng dậy
trong cái rạp chiếu, và chị nói rằng đề nghị quản lý rạp ấy đưa cái nhóm này ra khỏi phòng để khỏi ảnh hưởng đến những người xem khác. Và hôm đấy rất là gay gắt, mà mình vừa buồn cười vừa thương mấy cái bạn kia, vì là các bạn ấy nghĩ rằng là đi xem phim để giải trí, nhưng mà không ngờ lại có những cái áp lực như vậy. Áp lực. Em nghĩ là cái việc mà rất là nhiều người họ không cảm thấy là họ đang làm phiền đâu. Tại cách đây rất là lâu em đi coi phim Ngọc Viễn Đông á, em nhớ là em coi cái phim đó đến lúc cả rạp đều vốn đã vắng rồi, chỉ có 4-5 người thôi, xong rồi có cái tiếng điện thoại reng lên, và cái anh kia anh nghe điện thoại và nói rất lớn luôn, anh mở đầu lên và anh chửi liền, anh chửi thề hai chữ, sao nói cái phim này nó dở quá, ta đang đợi cho nó hết, nhưng mà anh la lên luôn chứ không phải là anh nói chuyện bình thường nữa. Không có nhiều bậc phụ huynh đó, Kim Thanh có nghe được vài cuộc điện thoại đi mà cái kiểu mà đi xem phim nhưng mà con thì ở nhà, thế là con điện thoại nói cái gì á, con mở cái tủ lạnh ra nghe, lấy cái đồ này này kia, mà trong khi là nguyên cái phòng hoang hoang luôn. Thật sự là không thể nào mà tập trung xem phim được trước những cái cuộc như vậy. Với lại á, Kim Thanh không biết là mình có phải là mình già, mình khó tính hay không, nhưng mà bây giờ điện thoại của mình á, chắc mình cũng là hơi hiếm hoi là mình để ở trong cái chế độ là luôn chế độ rung, tức là nó không có âm thanh nữa. Cũng thường xuyên theo dõi cái điện thoại, ai điện tới là mình biết, còn nếu không mình thấy cuộc gọi nhỡ mình sẽ chủ động gọi lại để không có âm thanh luôn. Đặc biệt là đi vào rạp nữa, cảm giác rất là khó chịu khi mà xem những cái bộ phim mà có những cái phân cảnh, ví dụ mình xem phim Tenet đi, một cái bộ phim rất là hại não, mà đang tập trung mà có một cái tiếng điện thoại lên là nhiều khi mình còn không biết phim nói gì tiếp theo nữa, đúng không? Còn cái vụ đá ghế. Đó là nói chuyện đó nè, là mình rất khó chịu với cái chuyện đó. Có thể là một ai đó đang ngồi xa xa đang nhìn cái điện thoại có ánh sáng, với mình lại không quá khó chịu bằng việc ngồi ai sau lưng mà đá cái ghế của mình. Mà hiện giờ các cô gái thì chắc cái bây giờ chiều cao của mấy bạn trẻ bây giờ chắc là cao hơn mình rồi, ngày xưa cho nên là chân cũng hơi dài, cho nên có vẻ là cái chỗ ngồi chắc là nó không đủ dễ chịu hay sao, mà cứ liên tục đạp vào cái ghế của người khác. Nhưng mà theo như mình thấy nó không phải theo kiểu như là cố tình gác chân lên cái ghế trước đâu, mà là mỗi lần đổi cái chân á, mình ngồi mình thấy bắt chéo chân đó, thì mỗi lần họ chéo cái chân ngược lại cái là cái chân chắc dài quá hay sao là đụng cái ghế phía trước, thì rất khó chịu mà cứ phải nhắc hoài. Nhưng mà cái đó là còn đỡ, tức là họ không cố tình, nhưng mà có những người có thói quen là khi mà xem phim là cái chân phải động đậy, tức là cái chân là phải đạp tới đạp lui này kia, tức là cái thói quen đó, cái đó mới kinh khủng. Tại vì Kim Thanh là bị nhiều lắm, mà mình nhắc xong rồi á là một lúc sau lại quay lại bị y chang đó, y chang. Mà đặc biệt là vậy nè, đi xem những cái bộ phim dành cho gia đình đi, thì ví dụ mà ở phía sau lưng mình mà là một gia đình mà có mấy bé nhỏ thì cái đó mới là căng. Tại mấy bé mà đạp đầu lắm, liên tục luôn. Và mình quay trở lại mình nhắc, mình nói là con ơi con đừng có đạp lên, ở đây là cô bị vậy cô coi không có được. Xong là bé nó không hề có cái khái niệm gì về cái việc là nghe lời luôn, mà bố mẹ có người thì cũng đơ ra, có người nói có người không, đúng rồi. Bố mẹ đơ ra còn đỡ, có lần em quay qua em nhắc xong bố mẹ la lên, đó thấy chưa mày làm cho người ta gì kìa. Xong rồi dắt đi coi phim con nít, em sợ nhất là coi phim hoạt hình, là rất nhiều con nít, mà con nít nhiều khi có đợt em đi coi Inside Out, dắt vô mà mẹ thì rất là coi chăm chú, con thì không hiểu, thế là mẹ lấy cái điện thoại ra bật Doraemon lên cho con. Trời ơi. Mọi người cũng nhớ cái hồi mà có một cái vụ mà clip mà dạp CGV Thảo Điền bị leak ra ngoài và nó gây ra một cuộc tranh luận rất là gay gắt về xem phim ấy, là cái cặp đôi mà có những hành động ân ái ở trong dạp đó. Thì thực tế nếu mà mọi người đi xem những cái giờ phim khuya ấy, mình thì hay xem ở những cái dạp trung tâm, thì cái chuyện đấy nó đến cái mức như cái clip thì chưa, nhưng mà những cái chuyện mà các đôi mà chọn cái giờ đấy để đi xem phim và có những cái hành vi nó vượt bình thường thì nó trở nên rất là phổ biến, và mình cảm giác là mình giống như vào đấy mình bị lạc vào một cái thế giới nó cũng không được. Tức là ngồi cạnh nhau, thường là thì những đôi yêu nhau thì đương nhiên là ngồi cạnh nhau thì sẽ nắm tay hay ôm cái gì đó thì cái chuyện nó cũng bình thường, nhưng mà nó lại không dừng ở đấy, và nó sẽ tạo nên một cái cuộc giằng co rúc rích như là trong rạp có chuột ấy, nghe nó rất là khó chịu. Mặc dù cái này là rạp cũ ngày xưa, cái kiểu ngày xưa là nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì bây giờ nếu mà em mà đi mà cái giờ khuya mà vào mấy cái rạp mà có sweet box á, nó cũng vẫn bình thường như thế. Vậy luôn. Chuyện đó là Kim Thanh mới có trải nghiệm cách đây một vài tuần, một cái phim hoạt hình dành cho gia đình là Vì Sao Đưa Bạn Tới. Thì Kim Thanh có đi xem phim cùng với hai đứa con của mình, thì vào rạp trước cái giờ chiếu là khoảng 5 phút, lúc đó là mới chiếu trailer thôi. Thì là
cũng thấy một cặp là các bạn đang rất là tình cảm với nhau. Và Kim Thanh may mắn là mình vào trước, cho nên là vừa thấy hai đứa con mình nó bước theo sau là kiểu như mình dạt qua chỗ khác liền tại chỗ. Tại vì một cái môi trường của phim hoạt hình mà cho các bé con của Kim Thanh rất là nhỏ, có mấy tuổi thôi, mà các cặp đôi làm như vậy thì mình không biết là cái này là có cấm hay không, nhưng mình cảm thấy nó cũng không ổn lắm. Mà cái giờ đó cũng không phải giờ khuya, là xem khoảng 7 giờ mấy tối thôi, là cũng có trường hợp đó luôn. Mình thì mình đang muốn nói là một cái chủ đề nó hơi khác một chút xíu, là ở cái góc cạnh của người của đơn vị chiếu rạp cũng phải xem lại một vài cái vấn đề. Thứ nhất là bật đèn hơi sớm. Thì cái này nó không biết nó có thuộc cái vụ văn hóa xem phim hay không, nhưng mà với mình nó cũng là một phần của câu chuyện. Khi mà rạp thì là mong muốn được giải quyết nhanh, làm vệ sinh nhanh cho suất sau thì bật đèn hơi sớm. Ví dụ gần đây là mình đang xem cái phim gì nhỉ, mà sau cái credit thì nó còn chiếu một đoạn khá dài nữa thì nó mới kết thúc, mà mọi người đều phải coi trong ánh sáng. Thì đó là một. Và mình nhớ có một lần, không biết bây giờ rạp còn hay không, là cái chuyện cho order pizza vào rạp ấy. Mọi người có nhớ vụ đó không? Bây giờ là cho vẫn còn là một số món là rạp sẽ mang vào sau. Đó, mà mang vào rất sau. Thì đang coi giữa phim rồi nó mới nghe cái mùi bốc, một cái mùi thơm là nó bốc lên, và bắt đầu người ta còn bưng vô, người ta phải truyền dùm cái pizza vào cho cái người ngồi ở bên cạnh, thì mình cực kỳ khó chịu luôn. Tại sao là trước khi mà vào phòng chiếu phim, ở trên cái phần thông báo luôn để là sao ta? Là chúng tôi có camera trong rạp. Nhưng mà tại sao lại không xử lý rất là nhiều cái trường hợp mà như hồi nãy giờ mình nói nhỉ? Mọi người có để ý cái chuyện đó không? Theo như em biết thì camera là camera an ninh, tức là về cơ bản là họ cũng không được quyền leak cái hình ảnh trong đó ra, trừ khi nào chẳng hạn như có vụ án hay là mất cắp hay là cái gì đó thì họ buộc phải coi camera. Tại vì những cái hành động mình nói là đều không phải hành động phạm pháp, nó chỉ là hành động kém văn minh thôi. Cho nên là em nghĩ hình ảnh đó không có thể nào sử dụng được. Nhưng mà bây giờ ví dụ như mình đang khó chịu đi, mà bây giờ mình muốn đi ra, mình muốn báo với lại rạp trưởng đi, thì cái việc mà mời họ đi vào rồi xử lý tình huống xong, coi như mình cũng như là bị bộ phim của mình coi như mình cũng không còn thưởng thức được nữa. Hằng nghĩ là nhiều người nghĩ như vậy cho nên mà họ mới không làm lớn chuyện. Nhưng mà thường là thấy cũng khó lòng mà giải quyết được, đúng không ạ? Như cái trường hợp mà anh Dương Bình Nguyên mới nói là nhân viên mà để đuổi một nhóm ra thì cuối cùng có đuổi được không anh? Về nguyên tắc thì theo như mình hiểu thì không được phép đuổi khách đó ra, bởi vì có những cái hành vi nó phải cụ thể hơn. Tuy nhiên thì cũng có sự nhắc nhở, chứ còn thì nếu mà đuổi thì nó sẽ lại một cái vấn đề mà cái đơn vị quản lý rạp họ sẽ phải giải quyết, đó là có thể có những cái khiếu nại về sau, và họ sẽ thường là họ sẽ tránh những cái trường hợp đấy. Chính vì thế là có rất nhiều hành vi mà nó ở cái ranh giới mập mờ giữa việc là được phép hay không được phép ở những nơi công cộng, mà chúng ta thường phải dùng bằng những cái quy tắc đạo đức để xử lý nhiều hơn là bằng những cái quy tắc của luật. Tôi nghĩ rằng là càng hiện đại càng văn minh thì con người cũng cần phải được tự trang bị cho mình nhiều những cái kiến thức và cái kỹ năng hơn. Chúng ta đến rạp xem phim là để xem phim là cái mục tiêu quan trọng và cao nhất, còn thì những cái yếu tố còn lại thì là yếu tố cộng thêm. Chẳng hạn như chúng ta còn được mua bắp, mua nước vào để cùng xem phim cho nó thư giãn hơn, chứ không có nghĩa là đến rạp để ăn bắp. Nhưng mà nhiều người thì lại bị nhầm lẫn cái chuyện đó. Chính vì thế thì tôi nghĩ là cái ý thức của mỗi người nó cần phải được nâng cao nhiều hơn. Nhân anh Dương Bình Nguyên nói về cái chuyện là ăn đồ ăn thức uống ở trong rạp đi, thiệt ra khi mà rạp đã bán như vậy rồi, bởi vì nó sẽ có một cái câu là chỉ đồ ăn thức uống mua tại rạp mới được mang vào phòng chiếu, thì có nghĩa là người ta đương nhiên hiểu là nếu mà tôi mua của rạp phim rồi tôi mang vô là rất là thoải mái, không có ai nói được tôi. Thì không biết là mọi người suy nghĩ như vậy là có đúng hay không ha? Cũng không biết là đúng hay không nhỉ. Nhưng mà vấn đề thì nếu như mình là người làm rạp thì mình sẽ mong muốn được như thế, bởi vì mình sẽ được hưởng nhiều cái lợi ích hơn từ cái việc kinh doanh rạp chiếu. Thì mình nghĩ góc độ của họ thì không có gì là sai. Nhưng mà nếu mà đứng ở góc độ đó thì những cái món đồ ở trong cái menu á, nó phải được cân nhắc kỹ để làm sao đó nó vừa đảm bảo cái việc rằng là đồ ăn là một cái phụ và bạn xem phim là chính, chứ không phải đi vào rạp là cái nơi để ngồi ăn. Đúng rồi. Thì mình nghĩ làm sao để giải quyết được việc đó thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thì em thấy cái việc mà bán bắp rang là ok, tại vì đó là những cái món nó sẽ không có phát mùi. Nhưng mà nếu bây giờ rạp hay có mấy cái dịch vụ như chị Hằng nói, là nếu mà bán pizza, có pizza hay là thậm chí là bán tteokbokki chiên giòn, tức là những cái món mà họ cần thời gian phải chế biến và nó có mùi thơm, và họ vừa phải gián đoạn cái việc đem vào và ăn, chắc chắn lấy ra là đã có mùi rồi, thì em nghĩ cái đó là không nên. Đương nhiên là rạp được phép kinh doanh, và những cái món mà đã được quy định để đem vào rạp chiếu thì là người đi xem được quyền mang vào và được mua ăn. Tuy nhiên thì ý của tôi là ngoài siêu thị người ta bán đến khoảng mấy triệu món đồ ấy,
nhưng bạn cũng chỉ chọn những món nào mà bạn nghĩ rằng là bạn cần thiết nhất và bạn mang về nhà cho bạn ăn thôi. Thì hay là bạn cũng đi ra ngoài đường phố thì người ta cũng làm đủ thứ ở ngoài đường, đâu phải là cái gì bạn cũng nhào vô bạn lấy đâu. Cái quan trọng nhất là cái ý thức của chúng ta trong cái việc là chúng ta đi đến đâu và làm gì, đúng nơi, đúng người, đúng việc, điều đấy rất là quan trọng. Bạn đi đến cơ quan để làm việc, còn bạn đi đến rạp chiếu phim là để xem phim, và bạn đi đến công viên là để vui chơi với người thân chẳng hạn thế. Cái tính mục đích và cái tính gọi là sử dụng đúng cái địa điểm nó rất là quan trọng để tạo nên được cái thói quen văn minh cho mọi người. Bởi vì nếu như mà ở nhà mình thì mình bày bừa thì chỉ một mình chịu thôi, nhưng mà ở một cái rạp chiếu 500 chỗ chẳng hạn thì chỉ cần một người gây ra những cái ồn ào không đáng có thì 499 người kia bị ảnh hưởng. Thì tôi nghĩ là việc mà kỹ năng cho những cái người đi xem nó là một cái điều cần phải được, tôi nghĩ là cần đưa vào ngoại khóa hay giáo dục gì đấy. Mình không nói người già nữa, vì người già thì cũng khó dạy lắm. Chỉ những cái bạn mà khán giả mới chẳng hạn, như con cái chúng ta chẳng hạn, thì cần có những cái đó, bởi vì từ nhỏ nó sẽ thành thói quen. Tuy nhiên thì em cũng nhìn thấy ví dụ như là ở nước ngoài ấy, thì họ đang bổ sung cho cái menu của họ một cách thoải mái hơn để mình chọn. Ví dụ như bây giờ ở Việt Nam khi mình đi ra rạp mình uống cái gì? Mình không uống nước suối thì mình phải uống nước ngọt. Không thôi mình phải uống nước ép mà nó cũng không ngon gì. Thì ví dụ như là hàng thấy ở bên hàng thì là nó có một cái chuỗi cà phê nằm bên trong cái rạp luôn, và có cà phê để uống. Và bởi vì cái văn hóa uống cà phê ở nước ngoài nó cũng rất là mạnh, thì người ta rất thích được mang một ly cà phê như bình thường vào rạp để uống. Thì ở rạp mình không hề có cà phê, mà cứ phải là nước rất là đặc thù của CGV hay là BHD hay là Galaxy chẳng hạn. Thì thay bất vì chỗ vậy, nào ngon hơn. Ừ, thì thay vì vậy cứ cho một cái quán cà phê được chỉ định được đem nước vào bên trong thì nó cũng là nước uống thôi. Thì nó, mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn, có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng hơn. Cho nên giờ em đi là em pha cà phê sẵn trong bình em đeo thêm em uống luôn. Ủa, đâu có được sai luật rồi em. Mang vô bao trong túi không vào để uống, đâu ai cấm. Nhưng mà cái bình của em chứ mà, tức là cái bình em nước. Em phải giấu đúng không? Em mà đưa ra trước mặt em, là em cầm trên tay vô. Luôn. À. Em cầm trên tay cái bình nước, không phải em mua từ ngoài mà em mang từ nhà em theo, là cái bình nước cá nhân của em. Cái đó em cũng thắc mắc á, em không biết là rạp có cấm cái đó hay không. Nếu mà em hỏi là người ta cấm đó. Đúng rồi, nếu mà hỏi là cấm đó. Nhưng mà nhiều khi là có những người họ không thể uống mấy cái nước đóng chai thì sao, không lẽ không cho họ cầm cái nước của họ ở một số rạp của bán cà phê mà nó quá dở em không thể nào uống được, không lẽ em phải nhịn khác đó. Đây là em không mua nước ở chỗ khác hay là em cầm mấy cái ly mà có thương hiệu khác thôi, chứ này em mang một cái bình của em và nước của em ở nhà thì em cũng từng nghĩ là nếu mà ai bắt em sẽ đứng nói bằng được thì thôi xong rồi sẽ bị cấm vào rạp. Không, nhưng mà Kim Thanh không biết là mình có khó tính hay không, bởi vì cái này nó cũng được phép nè, là cái vụ ăn uống nè. Tức là cái việc mà mang bắp vô rạp á là Kim Thanh cũng ủng hộ, tại vì bản thân mình đi á, mình xem phim á, nếu mà đi một mình hoặc là với một hai người bạn thì Kim Thanh thường là chỉ mua một chai nước suối thôi, nhưng mà khi mà đi với con á thì con nó lại có nhu cầu nước ngọt và bắp, thành ra là mình thấy cũng bình thường. Tuy nhiên á, có những cái bộ phim á, ví dụ như nó vui vẻ, nó sôi động, nó náo nhiệt á, thì cái chuyện ăn uống nó không sao. Mà những cái bộ phim tâm lý hoặc là những cái bộ phim mà kiểu kinh dị mà cần cái yên tĩnh đó, thì có những người họ nhai bắp với những cái âm thanh. Vậy là chị khó quá rồi. Thật sự là có những cái âm thanh mà khi mà nguyên cái rạp mà nó im lặng, mà cái tiếng nhai đó hả, kể như là cả rạp đều nghe luôn đó. Không biết là mọi người có nghe những cái âm thanh như vậy chưa? Thì tiếng nhai bắp thì mình phải chịu thôi, phải tại chịu vì cái đó là bắt buộc rồi. Bản thân em nhiều khi tiện đang im lặng mà em lỡ phải hắt xì không kiềm chế được thì em có cái đó nhiều khi bất khả kháng nha. Nhưng mà ý là tại vì ăn bắp mà kiểu mà ăn nguyên suốt một cái bộ phim á mà cứ nhai rạo mà cái âm thanh rất là lớn á, thật ra là mình cũng bị phân tâm, cũng khó chịu, mặc dù mình biết cái đó là mình không nói người ta được. Cái đấy anh mình nghĩ là nó cũng không quá phổ biến. Ví dụ như là một cái vấn đề khác nữa, khi mình đi xem phim ở nước ngoài thì mình thấy là bản thân khán giả họ có một cái ý thức xem phim rất là tốt. Họ sẽ ngồi cho đến hết phim và hết credit họ mới đứng lên để đi ra. Và khi đi ra là đi ra cùng một lúc, sẽ không có là vừa mới hết phim cái đứng dậy cái ai cũng ồn ào đi ra. Sao thì mà thấy credit ngồi lại xem tiếp vậy? Em thấy nhiều người vậy ngồi ngay trước thôi, mặt mình. Không thôi là vừa bắt đầu credit, đèn rạp đã bắt đầu bật sáng. Thế là người ta đứng lên, người ta nhốn nháo trước mặt mình, và người ta nghĩ người ta được quyền đứng rồi lấy giỏ sách, lấy đồ, cứ lèn xèn trước cái màn hình của mình như vậy. Trong khi mình lại cần coi hết cả bộ phim thì nó cũng là một cái dạng văn hóa. Có một lần em ngồi lúc là rạp đã bật đèn, người ta đã ra rồi, em vẫn ngồi coi credit, thì cái cô nhân viên cổ dọn trước mặt, xong rồi cổ còn kêu là
thôi cứ coi đi con. Thì mình thấy là đúng là cổ không có ý xấu, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc trải nghiệm của mình. Rõ ràng mình đang xem xong rồi người ta cứ đi qua đi lại trước mặt, rồi người ta còn nói chuyện với mình nữa, em thấy cũng không nên. Nói chung nếu mà vậy thì không biết là hai anh chị ở đây thì mấy anh chị có cái kinh nghiệm nào để mà mình tránh được những cái trường hợp mà mình cảm thấy khó chịu, ví dụ như là làm sao để mà chống lại được cái sự ồn ào, hay là để đỡ bị đạp chân lên ghế chẳng hạn, thì mình có không biết có giải pháp nào không? Hoặc là không phải là giải pháp mà cái gì đó để cho giống như mọi người cùng nhau thực hiện cái điều đó để tất cả có một cái tâm thế đi xem nó vui hơn. Em nói trước luôn ha, em đã từng nhắc nhở rồi, nhẹ có, nặng có, nhưng mà em cảm giác là nó cũng không có thay đổi nhiều. Cho nên bản thân em phải tự thủ sẵn kinh nghiệm. Ví dụ em sẽ giống như anh Toàn, em sẽ đi xem phim cái giờ trễ, và mình xem ở cái rạp nào nó đắt tiền. Càng đắt tiền thì em nghĩ là nó sẽ càng bớt được cái việc mà cái ý thức kém, và em sẽ tránh, em rất ít khi đi xem phim trong những cái trung tâm thương mại mà có rạp phim. Tại vì cái việc mà người ta đi dạo trỏng xong đó họ không biết làm gì, họ vào xem phim. Những người đó vốn là họ đã không có mục tiêu xem phim rồi, và cái nhóm khán giả đó họ sẽ không tôn trọng việc thưởng thức một bộ phim, nên rất dễ ảnh hưởng đến mình. Cho nên em hay đi xem những cái rạp mà nằm bên ngoài, những cái giờ ít người, giờ thấp điểm, và rạp nào có giá tiền mắc mắc, thì em nghĩ là ít bị ảnh hưởng bởi cái đó thật. Thọ nói vậy thì cũng không được. Ví dụ như có những người họ đâu có điều kiện để đi vào cái rạp mà vừa mắc tiền mà không nằm ở trong trung tâm thương mại, thì nó khó quá đi. Mình có giải pháp gì mà nó dễ hơn không? Tôi nghĩ nhá, thực tế là chúng ta làm một cái gì đó, ngay cả như với nhân viên trong một công ty thôi, thì cái tính quản trị của nó cũng cần phải được đề cao. Thì chính vì thế thì bên cạnh cái việc là nâng cao giáo dục ý thức của từng người vốn là những khán giả bình thường, thì xét một cái luật gọi là cái quy tắc của từng hệ thống rạp nó rất là quan trọng. Cái đấy nó giống như là một luật chơi, khi mà bạn chơi game thì bạn phải đồng ý với cái luật của tôi ấy. Thì cái luật ấy càng chặt chẽ và càng văn minh bao nhiêu ấy, thì cái khán giả người ta áp dụng theo cái đấy nó càng nhiều bấy nhiêu. Ngay cả như lúc nãy Thọ với cả Kim Thanh có nói về những cái rạp chiếu cũ ngày xưa mà hay có cái việc người ta vào đấy người ta không xem phim mà để người ta làm những cái chuyện khác chẳng hạn, thì bây giờ nó vẫn còn nhưng mà nó là còn rất ít. Ngày xưa nó là phổ biến chẳng hạn thế. Ngày xưa mình nhớ là đọc báo thấy là chẳng hạn như có những cái rạp như là rạp Vườn Lài ở quận 10 gì đấy, là gần như là người ta không xem phim mà người ta vào đấy làm những trò rất là bậy bạ chẳng hạn thế. Thì bây hay giờ là ngày xưa có rạp Cầu Bóng mới bây giờ dẹp rồi. Đó, thì nghĩa là những cái rạp đấy là nó gần như nó đã biến mất khỏi cái thị trường chiếu phim ở Việt Nam bây giờ rồi. Quy tắc là những cái rạp chiếu ấy nó cần được biên soạn và nó được thực hiện. Ngoài khán giả phải tuân theo thì nhân viên và người quản lý của rạp ấy cũng phải tôn trọng cái luật đấy trước và thực hiện một cách nghiêm túc nhất. Những cái rạp chiếu mà thường xảy ra những cái chuyện này chuyện kia ấy, đương nhiên là khán giả thì có nhiều dòng, nhiều lớp, nhưng mà cũng thường là nó xuất phát từ cái việc là người ta nhìn thấy cái sự dễ dãi của nhân viên ở đấy trước, và người ta bắt đầu tiến tới những cái hành vi nó bị vượt chuẩn nhiều hơn. Tôi nghĩ là cái đấy là một cái mà nó mang tính gọi là giải pháp có thể thực hiện được ngay, bên cạnh cái việc là nâng cao cái ý thức của người đi xem. Cũng có một cách bản thân mình phải tự thân vận động nhiều hơn, tức là mình cố gắng đi xem phim là vì thứ nhất là mình thích xem phim, cái thứ hai là trước khi đi xem phim mình cũng phải nghiên cứu là bây giờ rạp nó đang chiếu những cái bộ phim gì và cái phim nào mà nó đúng gu của mình, để tránh cái trường hợp là khi mà vô mà không đúng cái gu rồi là bắt đầu kiểu như tiếc tiền không có đi ra, mà cứ ở trong rạp thì mở điện thoại ra lướt Facebook chẳng hạn, chat với bạn bè hay là làm một cái gì đó. Ví dụ đúng cái gu thì mình sẽ tập trung mình xem hơn và cố gắng hạn chế nói chuyện trong lúc xem phim, để khi mà coi xong cái phim rồi ra thì mình bàn tán sau đó cũng được. Tại vì đa phần cái lỗi mà Kim Thanh thấy nhiều người bị nhất vẫn là cái lỗi mà nói chuyện trong lúc xem phim. Cái đó là gần như là mình đi khung giờ nào của rạp nào thì cũng có chuyện đó hết trơn. Nó rất là ồn ào luôn đó. Ở góc độ của mình thì mình nghĩ là nó sẽ phải cả hai thứ cùng một lúc. Nó phải là cái ý thức cá nhân của mình. Thì bây giờ mình hãy tin là những thay đổi nhỏ sẽ dần dần tạo thành những thay đổi lớn. Mình làm sao đó để cá nhân mình cũng như những người xung quanh, bạn bè, con gái của mình hãy thực hiện tốt đi. Thì nó cũng sẽ là một cái gì đó để mình nghĩ một cách tích cực hơn. Thì những người khác nhìn mình có khả năng họ cũng sẽ làm theo. Thì mình cố gắng mình hãy có một cái ý thức cao nhất cho việc coi phim, tôn trọng sản phẩm, tôn trọng cái môi trường đấy, thì hy vọng những người khác cũng sẽ bắt chước mình. Là một cái thứ hai nữa, mình nghĩ là nãy giờ mọi người cũng đang bàn tán thì chúng ta có một cái cách nào đó để mà mình có những cái giải pháp để tuyên truyền nhiều hơn về mặt văn hóa. Bên cạnh bây giờ mỗi ngày thì rạp chiếu phim đều nói về những cái quy định
khi vào rạp chiếu không được hút thuốc, không được nhai kẹo cao su, vân vân vân, thì nó là một phần của vấn đề. Thì có khả năng cái mức tuyên truyền bây giờ nó sẽ khác đi hơn không, làm cho nó hay lên để cho mọi người chú ý, mọi người xem, thì nó sẽ là những cái gì đó cảm nhận và tác động từ từ vào trong ý thức của mỗi người thôi. Liệu mình là một khán giả đến rạp xem phim, mình mong muốn một cái môi trường văn minh ở trong rạp chiếu, thế thì khi mình gặp những cái trường hợp như vậy, gọi là không có phạm luật gì cả, nhưng mà mình có nên là người giống như là anh Dương Bình Nguyên nói lúc nãy không? Mình có nên là đứng ra ý kiến hoặc là nhờ nhân viên rạp giải quyết, hay là những cái lúc đó là hoặc là chịu trận thôi, hoặc là phải đi ra khỏi rạp? Cũng khó để mà có thể có một cái giải pháp chung, mà mình nghĩ tùy trường hợp. Nếu trường hợp nào một cách cá nhân mình không chịu đựng được nữa thì mình phải nhắc, mình nghĩ là mình nên mạnh dạn nhắc nhở. Và nếu như nó quá đáng lắm thì mình phải ra ngoài để mà mình nhờ người của quản lý rạp vào để can thiệp thôi. Em cũng nghĩ là mình nên nhắc nhở, hoặc là mình kêu quản lý đến mình góp ý, tức là kêu nhân viên đến mình góp ý như vậy đó. Dù là cái chuyện đó là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái mặt coi phim của mình, chứ chả ai muốn đang coi phim mà tự nhiên, tức là mình đã quá bực bội để mà mình phải lên tiếng cái chuyện đó, là mình cũng đã thấy cái phim nó bớt hay rồi. Giờ hay nhất đó là mọi người đều hãy cùng có một cái ý thức tốt. Nếu mà nhẹ quá thì có thể mình sẽ bỏ qua, nhưng mà nhanh nhất thì mình nên nhắc nhở người kế bên. Hay là bây giờ mình có cái giải pháp là mỗi cái rạp gắn một cái chuông được không? Service call á. Thế chết dở đấy, chuông reo liên tục thì chết. Không có reo mà ví dụ như là ai bực mình gì đó thì ví dụ có một cái nút đỏ ngoài cửa bấm một cái để cho nhân viên rạp nó vào. Bởi vì thật ra mình muốn tìm người để mình báo á, mình cũng không biết tìm ở đâu. Thật sự là như vậy. Bây giờ đang như thế thật. Nó sẽ bị một cái gọi là mấy cái tiêu cực á, con nít mà không có ý thức sẽ bấm chơi. Hoặc là quá nhiều người kêu thì nó sẽ lại xảy ra một những cái tình trạng khác nữa. Thì lúc đấy rạp chiếu lại phải thêm một cái đội này để chuyên làm cái giải quyết những chuyện đấy, mà chúng ta sẽ lại phải trả thêm nhiều tiền để mua vé. Cũng đúng. Nói chung là cái câu chuyện này sẽ là một cái câu chuyện rất là dài đây. Có thể là mọi chuyện nó cũng sẽ đỡ hơn, nhưng mà phải cần thời gian rất là nhiều. Kim Thanh chỉ hy vọng là với các thính giả mà đang nghe chương trình này đó, thì nếu mà chúng ta vô tình có rơi vào những cái trường hợp đó thì chúng ta cũng sẽ để ý một chút xíu. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau để làm như thế nào cho những cái môi trường ở nơi công cộng của chúng ta nó trở nên văn minh hơn nữa. Và cảm ơn các khách mời đã đến và trò chuyện cùng với chúng tôi trong ngày hôm nay.